Hộp máy bật không không chạy. Cách xử lý này, mở cái cối phía trên ra. Sau đó mình nên mình nghiêng, mình đổ hết cà phê trong ra. Bước tiếp theo mình lấy một cái cây gì đó hoặc lấy vật nhọn, mình cạy hết cà phê bám trong lưỡi dao đây. Tiếp theo thì mình cứ nới, mình vặn thô lưỡi dao ra. Tiếp tục lấy cây quét vào trong này. Khi máy xay đã xay được thì chúng ta bắt đầu chỉnh lại cả độ thô mịn của cà phê. Đây. Lúc đầu thì mình vặn bao nhiêu vòng thì trừ mình trả lại bao nhiêu vòng nữa.